Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái mẫu hướng dẫn móc một cái bạn Hello Kitty cực kỳ là dễ thương như thế này. Cái mẫu Hello Kitty này thì trên kênh của mình thì mình đã từng có một cái video chia sẻ với mọi người cái cách móc một mẫu Hello Kitty này rồi. Nhưng mà cái mẫu đó thì mình hướng dẫn bằng sợi cô tông Việt Nam 1 mi. Và 1 mi chập đôi và cái kích thước theo cái chạc nó lớn hơn. Thì hôm nay mình đang làm cái mẫu này, cái mẫu Hello Kitty nhưng mà sử dụng là cô tông mưu nha mọi người, sử dụng cô tông mưu và cái theo cái chạc cái banner nó nhỏ hơn, móc sẽ nhanh hơn. Nên là mình quay lại cái video này để cho mọi người nếu mà mọi người thích mẫu nào thì mọi người có thể tham khảo nha. Thì cái mẫu Hello Kitty này á, đây rất là dễ thương nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Mọi người có thể gắn thêm cái khoen móc khóa để làm để gắn ba lô túi sách này, hoặc là mình để cho các bé nhỏ cầm chơi, hoặc là để cô trang trí rất là nhiều các ứng dụng khác nhau. Ở cái mẫu này trong cái video ngày hôm nay á, mình sử dụng len cô tông mưu nha mọi người, loại 125 g nha. Thì mình có sử dụng hai màu chính, đó là màu trắng tinh á. Mã 03, mình nhớ là mã 03 màu trắng tinh. Và cái màu phối cái phần áo này, cái màu phối phần áo thì tùy các bạn nha. Mình thích màu nào thì mình phối màu đó. Ở đây mình cũng phối rất là nhiều màu khác nhau này, xanh dương này, xanh lá này, vàng này, xanh ngọc này, đó, đỏ, cam, hồng, rất là nhiều màu. Thì ở đây về cái mẫu thú, các bạn mà theo dõi những cái video bên mình á, thì các bạn sẽ để ý là mình có một cái thói quen, đó là mình sẽ móc rời tất cả các bộ phận. Đây mình sẽ móc rời một cái đầu này, hai cái tai này, hai cái tay này, một cái thân này, hai cái chân này và một cái đuôi. Sau đó mình sẽ khâu ráp các bộ phận lại với nhau nha. Ở đây kim móc thì mình sử dụng kim móc 2.5 mi. Tùy các bạn, tùy tay các bạn nha. Các bạn móc chặt hay móc lỏng tay để mình điều chỉnh cái kim móc cho nó phù hợp. Làm sao mà khi mà chúng ta móc cái kim nó chạy kim, nó trơn kim mà nó không có bị xót sợi là ok nha. Thì với cô tông mưu loại 125 g á, thì thường là chúng ta sẽ móc kim 2.5 mi cho đến 4 mi. 3 mi rồi 3.5 mi hay 4 mi, thường là sẽ móc những cái size đó. Còn móc cụ thể size nào thì là tùy cái tay móc của mỗi người nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chia sẻ luôn nha. Trước tiên mình sẽ móc cái chân trước nha. Mình sẽ móc những cái nhỏ nhỏ trước đi. Cái chân thì chúng ta sẽ móc hai cái. Hàng thứ nhất, đây các bạn, mình sẽ quấn len vô tay thế này. Mình luồn kim xuống đây, mình lấy len lên, mình móc lên một mũi. Vậy là mình ở đây mình đã tạo một cái vòng tròn nha mọi người. Sau đó mình móc vô cái vòng tròn này 5 mũi móc đơn. Hai, bốn, năm là 5 mũi móc đơn. Vậy là mình đã xong cái hàng thứ nhất nha. Sang hàng thứ hai, mình sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn tăng. Tức là chúng ta sẽ là 5V, ký hiệu khi chúng ta đọc những cái chạc á, là sẽ là 5V. Một mũi V sẽ là hai mũi móc đơn trung chân, tức là hai mũi X trung chân. Ở đây mình được 1V này. Hai V đây nha mọi người, hai mũi móc đơn chung một chân, tức là hai mũi X chung một chân sẽ tạo ra một mũi V. Và mình móc lần lượt tới hết vòng là mình có 5 mũi V. Ở đây thì nó hơi nhỏ nên là mình không có dùng cái sợi màu khác mình đánh dấu. Vậy là tới đây là mình kết thúc hàng 2. Kết thúc hàng 2 thì mình sẽ có là 10 mũi. Sang hàng thứ ba,
Hàng thứ ba thì chúng ta sẽ móc cạnh sau nha mọi người. Đây mọi người quan sát cái mũi móc của chúng ta là có hai cạnh như thế này. Đó, hai cạnh như thế này. Thì ở hàng thứ ba chúng ta sẽ chỉ móc nguyên cạnh sau. Móc 10 mũi x. Móc cạnh sau. Mười mũi x là 10 mũi đơn nha mọi người. Ký hiệu chạc thì là x. Vậy là mình đã xong hàng thứ ba. Khi mà chúng ta móc cái cạnh sau á thì cái này nó sẽ nổi lên một cái đường gân như thế này nha mọi người. Tiếp tục sang hàng thứ tư, mình sẽ móc 10 mũi móc đơn bình thường. Chúng ta không có tăng. Mình móc bình thường nha mọi người, móc cả hai cạnh luôn. Đó, vậy là tới đây là mình đã xong hàng thứ tư. Ở đây mình sẽ trượt sang bên một mũi nha. Sau đó mình lên một bính để mình giữ mối để cho cái len của mình nó không bị tua. Sau đó mình cắt ngắn luôn. Các bạn là có thể cắt dài để chừa sợi để khâu nha. Nhưng ở đây thì các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn của mình đi. Mình sẽ cắt ngắn luôn. Sau đó mình giấu cái sợi này đi luôn. Mình giấu cái len dư này đi. Và mình sẽ móc hai cái chân như thế này nha mọi người, móc hai cái chân. Tiếp tục mình sẽ đi móc cái phần tay cho thỏ, tay cho mèo luôn. Cái tay mình cũng sẽ móc bằng cái màu trắng. Đây, hàng thứ nhất mình cũng vẫn tạo một cái vòng tròn như thế này. Sau đó mình móc vào cái vòng tròn này 4 mũi móc đơn thôi nha. 1 2 3 4. Mình rút sợi cho nó khít cái vòng tròn. Sang hàng thứ hai, cái phần này thì nó hơi nhỏ thì các bạn có thể các bạn sẽ cảm thấy nó hơi khó móc, nhưng mà các bạn mình chịu khó một xíu nha. Qua cái hàng này thì nó sẽ dễ móc hơn. Sang hàng thứ hai, mình sẽ móc 1V mũi đầu tiên. Mình móc là 1V, tức là 2 mũi x chung vô cái chân đầu tiên. Tiếp theo, đến cái chân thứ hai, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, 1x. Chân thứ ba, 2 mũi móc đơn chung chân, 1V. Chân thứ tư, một mũi móc đơn, 1x. Ở đây nó hơi nhỏ nên là các bạn mình chịu khó mình đếm nha. Và mình không có dùng cái sợi len màu khác tại vì nó hơi nhỏ. Sang hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc mũi đầu tiên 1V, 2x chung chân này, 2 mũi đơn chung chân là tạo thành 1V. Tiếp theo, 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, mỗi mũi móc đơn một chân nha. Tiếp theo, ở cái chân thứ tư, chân mũi thứ tư chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn chung chân. Tiếp theo, chân thứ năm, một mũi móc đơn. Chân thứ sáu, một mũi móc đơn. Vậy là mình đã kết thúc hàng thứ ba. Tương tự như thế với hàng thứ tư. Mũi đầu tiên, chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc 1V. Chân thứ hai, 1X. Chân thứ ba, 1X. Chân thứ tư, 1X luôn. Sang chân thứ năm, chúng ta sẽ móc là 1V. Chân thứ sáu, 1X. Chân thứ bảy, 1X. Chân thứ 8, 1x luôn. Vậy là ta đã kết thúc. Mình chừa một mũi, sau đó mình cắt, mình chừa một khúc để xíu mình khâu. Vậy là mình đã xong cái tay nha.
Chúng ta sẽ quy ước với nhau là mũi x là mũi móc đơn nha mọi người. Cái này nó là quy ước chung rồi. Mũi x là mũi móc đơn, mũi v là mũi móc đơn tăng. Và mình cũng móc hai cái tay như thế này nha mọi người, móc hai cái tay luôn. Tiếp tới mình sẽ móc tới cái tay đi. Hàng thứ nhất. Mình cũng tạo một cái vòng tròn như thế này. Sau đó mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vô vòng tròn nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 6 mũi móc đơn vô vòng tròn. 2 4 6 sang hàng thứ hai nha. Chúng ta sẽ móc liên tục hàng thứ hai và hàng thứ ba. Mỗi hàng 6 mũi móc đơn. Ở đây chúng ta không tăng không giảm nha. Hàng thứ hai và hàng thứ ba, tức là chúng ta sẽ có tổng 12 mũi. Ở những cái chi tiết nhỏ như thế này thì mọi người có thể là sẽ hơi khó để quan sát cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nên là mọi người chịu khó đếm mũi nha. Đây thì đến đây là kết thúc vòng thứ hai này, 6 này. 7 này. 8 này. 9. 10. 11. 12. Vậy tới đây là mình đã đủ 3 hàng. Chỉ đủ 2 hàng, cái một hàng tạo vòng tròn là 3 thì mình cắt sợi. Và mình thay thay bằng cái màu áo nha. Các bạn móc, bạn Hello Kitty mặc áo màu gì thì mình sẽ thay bằng màu đó. Ở đây thì mình móc cái màu xanh lá. Và tiếp tục mình sẽ móc thêm hai hàng nha. Hai hàng, mỗi hàng 6 mũi móc đơn. Mỗi hàng 6x bằng màu xanh lá, bằng màu áo. Hai hàng thì chúng ta cũng sẽ có tổng là 12 mũi. Ở đây thì đổi màu thì nó lại dễ nhìn hơn rồi, nên là mọi người đếm cũng được. Mà không đếm thì chúng ta cũng rất là dễ để phát hiện ra cái điểm kết thúc. Đó, vậy là tới đây là mình đã kết thúc cái mũi cuối cùng của phần tay. Mình cũng cắt chừa một xíu để mình khâu. Đây nha mọi người. Và mình cũng móc hai cái tay nha. Cũng móc hai cái tay y chang nhau. Tiếp tục mình sẽ móc từ cái đuôi nha. Có một cái đuôi nhỏ thế này. Cái đuôi nhỏ thì mình móc cũng móc bằng màu trắng. Nhà thứ nhất. Mình móc một cái vòng tròn ma thuật 5 mũi móc đơn. 2, 2, 3, 4, 5. Mình móc một cái vòng tròn ma thuật 5 mũi móc đơn nha mọi người. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 5V. Tức là mỗi một chân mũi mình sẽ móc vô đó 2 mũi móc đơn. Và mình cứ lặp lại như thế là mình sẽ có 5 lần tất cả. Và kết thúc cái hàng thứ hai là mình có 10 mũi. Và tới đây là mình xong cái đuôi nha. Mình cũng cắt chừa sợi để xíu nữa mình khâu. À, cái phần đuôi này các bạn đừng có băn khoăn nha. Mình cứ móc theo cái hướng dẫn đi. Các bạn cứ móc theo cái hướng dẫn của mình đi. Lúc sau mình sẽ dùng kim để mình khâu, mình bo cái đuôi vào nha cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ đi móc đến cái phần thân nha mọi người. Hàng thứ nhất, chúng ta cũng bắt đầu bằng màu trắng. À, các bạn mình cũng tạo một cái vòng tròn như thế này. Tạo một cái vòng tròn như thế này nha mọi người. Sau đó mình móc vô cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Vậy là mình đã xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai, mỗi một chân mũi mình sẽ móc vô đó một mũi V, tức là móc vô đó hai mũi X chung chân, hai mũi đơn nha. Mỗi một chân á, mình sẽ móc vô đó hai mũi đơn, tức là chúng ta đang móc là 6V. Chúng ta có 6 chân mũi thì mình sẽ móc được 6V. À, tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ hai nha mọi người. Đây, tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ hai nha mọi người. Đây mà chị em nào mà bạn nào mà chưa nhìn được cái mũi móc á, cái điểm kết thúc hàng á mọi người, thì mình dùng một cái sợi len màu khác để mình đánh dấu vô đây ha. Đánh dấu là cái điểm kết thúc. Tiếp theo sang hàng thứ ba. Chúng ta sẽ móc chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn tăng, tức là 2x hai mũi móc đơn chung chân đó là tạo ra một mũi móc đơn tăng, và mình gọi tắt đó là 1x 1V, và mình lặp lại cái cụm đó là 6 lần nha mọi người. Lặp lại 6 lần và mình kết vòng. Và kết thúc cái hàng thứ ba ở đây thì mình sẽ có 18 mũi móc nha mọi người. Đó. Ở đây thì mình sẽ vắt cái sợi này lên, cái sợi màu khác lên để mình đánh dấu. Sang hàng thứ tư. 2 3 hàng thứ tư. Hàng thứ tư thì chúng ta sẽ bóc một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn, 5 mũi đơn. Sang chân tiếp theo, chân thứ sáu, chúng ta sẽ móc hai mũi đơn chung chân, tức là một mũi V đó mọi người. Vậy là ở hàng thứ 2 3 hàng thứ tư chúng ta sẽ móc là 5x 1V. Và mình lặp lại cái cụm đó là 3 lần nha. Hai, ba, bốn, năm. Hai, bốn. Kết thúc hàng thứ tư á, chúng ta sẽ có là 21 mũi móc nha mọi người. Thì mọi người móc tiếp cho mình hàng thứ năm. 21 mũi móc đơn, không tăng không giảm nha, bằng cái len màu trắng. Không tăng không giảm nha mọi người. Mọi người cứ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Đó, và tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ hai, bốn, năm, cái hàng thứ năm. Mình lại vắt cái sợi len màu khác lên. Ở đây thì mình cắt cái sợi màu trắng luôn nha mọi người. Mình cắt cái len màu trắng đi và mình thay bằng cái len màu áo. Mình thay bằng cái len màu áo nha. Và tiếp tục mọi người móc cho mình ở đây một hàng 21 mũi móc đơn. Và mình cũng không tăng không giảm nha. Và mình móc bằng cái len màu áo.
Đây không nhớ là hàng thứ mấy rồi ta. Hai bốn sáu, vậy là tới đây là mình đã xong hàng thứ sáu. Đây mình lại vắt cái sợi len màu khác xuống. Các bạn tiếp tục móc cho mình hàng thứ bảy. 21 mũi móc đơn, mỗi chân mình sẽ móc một mũi nha. Nhưng ở đây mình sẽ móc cạnh sau nha mọi người. Đây mọi người quan sát nha, cái mũi móc của mình á, cái mũi móc của chúng ta nó sẽ có hai cạnh như thế này. Đây, thì ở cái hàng thứ bảy á, mình sẽ chỉ móc nguyên cạnh sau nha. Một, hai, đó, mình sẽ móc nguyên cạnh sau thôi. Và mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn. Và tổng mình vẫn có 21 mũi móc nha mọi người. Tổng mình vẫn có 21 mũi móc. Khi mà các bạn móc cái cạnh sau á, thì chúng ta nó sẽ nổi lên một cái đường gân như thế này nha. Tiếp tục sang hàng thứ 8. Hàng thứ 8 thì chúng ta sẽ bắt đầu đi giảm nha mọi người. Mình vắt cái sợi len màu khác lên, mình sẽ đi mũi giảm. Một mũi móc đơn, hai mũi đơn, ba đơn, bốn đơn, năm đơn. Chúng ta sẽ móc 5x. Tiếp đến sẽ móc một mũi giảm, một mũi đơn giảm là ký hiệu chạc là một mũi A nha mọi người. Đây mọi người quan sát. Cái mũi móc của chúng ta thì có hai cạnh như thế này ha. Cạnh trước và cạnh sau. Thì bây giờ khi chúng ta đi mũi giảm á, các bạn sẽ lấy cho mình hai cái cạnh trước, cái cạnh trước nha. Mình sẽ lấy cái cạnh trước của hai mũi liền kề. Mình móc thành một. Đây mũi cái cạnh trước của mũi đầu tiên, một. Tiếp tục cái cạnh trước của mũi tiếp theo, mũi bên cạnh luôn. Và mình móc thành một mũi. Và các bạn cứ lặp lại cái cụm mà 5x1a đó 3 lần nha. 2, 3 này, 4 này, 5 này. Tiếp tục đến một mũi giảm, 1a. Mình lặp lại 3 lần là mình kết cái vòng. Hai, bốn, năm. Hai, bốn, sáu, tám. Vậy là tới đây mình đã kết thúc hàng thứ 8. Mình cũng bắt cái sợi lên. Bắt cái sợi màu khác xuống. Hai, bốn, đâu ta? Hai, bốn, sáu, tám. Sang hàng thứ 9. Kết thúc hàng thứ 8 là chúng ta có 18 mũi móc nha. Thì sang hàng thứ 9, các bạn móc cho mình 18 mũi móc đơn. Mỗi chân mình sẽ móc vô đó một mũi móc đơn, tức là chúng ta móc 18x, không tăng không giảm. Đó, vậy là tới đây mình đã xong hàng thứ 9 nha mọi người. Mình lại vắt cái sợi len màu khác lên. Hàng thứ 10, mũi đầu tiên, một đơn. Tiếp theo, mũi tiếp theo chúng ta sẽ đi giảm mọi người, một giảm. Tức là 1x1a. Cái mũi giảm thì mình vẫn đi bình thường nha. Tức là mình lấy cái cạnh trước của hai mũi liền kề. Mình móc thành một mũi. Và mình cứ lặp lại cái cụm 1x1a cho tới hết hàng. Là mình có 10 là mình có 6 lần nha mọi người. 6 lần là mình kết thúc cái hàng thứ 10. Và kết thúc cái hàng thứ 10 thì mình còn 12 mũi móc. Đâu đúng hàng thứ 10, 2, 4, 6, 8, 10 đúng rồi. Sau đó thì mình trượt và mình lên một bính nha để mình giữ cái mối này cho nó không bị tuột. Mình cắt len.
và mình giấu đi. Đây còn cái sợi đánh dấu đấy chúng ta rút thôi nha. Nhưng mà nó hơi chặt, hơi khó rút á. Mình nếu mà các bạn rút mạnh tay quá thì sợ nó sẽ bị lỗ cái chân kim của mình thì thôi mình cắt đi. Đằng nào thì mình cũng bỏ nó đi à. Cho cái sản phẩm của mình nó được đẹp nha. Chứ nhiều khi mình các bạn cố gắng rút thì nó chặt quá thì nó mạnh. Mình rút mạnh tay á là tự nhiên cái chỗ đấy nó tạo ra cái lỗ. Mình cứ giấu đi xa xa đi nhiều mối thì cho nó đảm bảo nha mọi người. Vậy là mình xong cái phần thân này rồi. Bây giờ mình sẽ móc tới cái phần váy nha. Cái phần váy của Hello Kitty thì mình sẽ móc trực tiếp lên cái thân này luôn. Tại cái hàng 2, 4, 6, tại cái hàng thứ 6 á mọi người. Mình còn một cái cạnh trước đây này. Mình còn một cái cạnh trước này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần váy và cái cạnh trước nha. Ở đây có cái điểm giao này á thì nó không có nó không có được đẹp á mọi người, nên là mình khi mà mình móc váy mình sẽ tránh cái điểm này ra nha. Mình móc trước hoặc sau cái điểm đó một hai mũi gì đó, mình luồn kim dâu này, mình luồn kim dâu cái cạnh trước, sau đó mình lấy len lên đây, mình lên một bính này, sau đó mình móc tại cái chân mà mình vừa lên đấy nha, một mũi móc đơn. Trong quá trình móc á, thì các bạn chập cái đầu dây thừa này để mình móc, mình kẹp đi cùng luôn. Mình vừa giấu sợi luôn nha. Và các bạn móc cho mình vòng quanh cái thân đó là chúng ta có 21 mũi móc đơn đó mọi người. Thì lúc nãy là cái điểm mà chúng ta lên cái điểm mà chúng ta móc BLO á là chúng ta có 21 mũi, nên ở đây chúng ta cũng sẽ có 21 mũi móc đơn. Với cái banner mà mình đang hướng dẫn á, thì các bạn móc sẽ nhanh hơn nha. Nhanh hơn so với mấy cái hướng dẫn lần trước. Lần trước thì cái hướng dẫn chạc nó, cái size nó lớn hơn. Đây, tới đây là mình đã kết thúc cái hàng đầu tiên của váy. Sau đó mình trượt sang cái mũi bên cạnh nha mọi người. Mình trượt để kết vòng. Sang hàng thứ hai, ở đây mình sẽ lên 1, 2 bính. Hai bính này sẽ tương ứng với một mũi nửa kép nha mọi người. Tiếp tục, mình sẽ lấy sợi lên kim này, lấy len lên kim. Mọi người sẽ móc vào cái chân mà chúng ta vừa lên bính luôn nha. Hai mũi nửa kép. Đây, chúng ta lấy sợi lên. Lúc này là trên kim của mình là đang có 3 vòng dây. Mình sẽ móc qua 3 vòng dây hết luôn nha. Vậy là mình đã tạo ra một mũi nửa kép. Mũi tiếp theo. Một, mình lấy sợi lên này. Mình đâm vào cái cùng cái chân nó luôn nha. Và mình đây trên kim của mình đang có 3 vòng dây đi nha mọi người. Đó, mình bây giờ mình sẽ móc cả 3 vòng dây luôn. Là mình đã tạo ra được hai mũi nửa kép. Ở đây mình móc mỗi chân 3 mũi nửa kép nha mọi người, tức là 3 mũi nửa kép chúng ta móc chung vô một chân. Thì ở cái mũi đầu tiên á sẽ gồm hai mũi nửa kép và một cái mũi mà chúng ta lên hai bính ha. Sang chân tiếp theo, mình sẽ móc 3 mũi nửa kép chung chân. 1, 2, 3. Đó, và mình cứ lặp lại như thế cho tới hết vòng nha mọi người. Mỗi chân, mọi người móc cho mình 3 mũi nửa kép. Và mình cứ lặp lại cho tới hết hàng. Đây, tới đây là mình còn một cái mũi nửa kép cuối cùng ha. Và mình kết thì mình sẽ trượt nha. Các bạn trượt một mũi sang cái đầu mũi bên cạnh. Sau đó mình cũng lên một bính để mình thoát cái mối này lại. Và mình cắt dấu sợi nha. Các bạn cắt dấu sợi cho mình luôn.
Đó. Vậy là tới đây là mình đã xong trọn vẹn cái phần thân cùng với vai áo nha mọi người. Và sau khi mà móc xong đầy đủ các bộ phận á thì mọi người mình sẽ nhồi gòn nha. Mình sẽ nhồi gòn. Nhồi gòn sau đó thì mình sẽ khâu ráp lại. Đây, mình sẽ nhồi gòn thì mình sẽ chỉ nhồi gòn phần thân này, phần đầu này và hai chân nha. Bây giờ mình sẽ đi móc phần đầu nha mọi người. Hàng đầu tiên này, mình sẽ quấn sợi vô tay nha. Mọi người sẽ tạo một cái vòng tròn. Đây mình tạo một cái vòng tròn thế này nha. Sau đó thì mình sẽ móc vô đây 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình kéo cho cái vòng tròn của mình nó khít nha mọi người. Ở đây nếu mà bạn nào mà chúng ta chưa nhìn được cái điểm bắt đầu và cái điểm kết thúc hàng á thì tới đây mình sẽ dùng một cái sợi len màu khác nha, một cái sợi màu khác để mình đánh dấu vô cái điểm bắt đầu và cái điểm kết thúc. Bây giờ tiếp tục sang hàng thứ hai nha mọi người. Hàng thứ hai mình sẽ móc là 6V. Mũi V á, khi mà chúng ta đọc chạc á mọi người thì ký hiệu là V. Mũi V tức là hai mũi móc đơn chung chân, hai mũi X mình sẽ móc chung vô một chân nha. Một mũi X vô chân này, hai mũi X móc chung vô một chân sẽ tạo ra một mũi V. Đây là hai mũi móc chung vô một chân đó mọi người thì sẽ tạo ra một mũi móc đơn tăng. Và mình cứ lặp lại cái cụm đó 6 lần nha. Và tới đây là mình đã kết thúc hàng thứ hai. Kết thúc hàng thứ hai thì ở đây mình có 12 mũi móc nha. Mình vắt cái sợi này lên. Sang hàng thứ ba, một mũi móc đơn, mình sẽ đọc là mũi móc đơn là mũi X nha mọi người, mình sẽ đọc là XV cho nó dễ nha. Mũi X ấy, thì chúng ta móc một mũi móc đơn, một mũi móc đơn. Còn mũi V ấy, thì chúng ta sẽ móc 2X chung vô chân, tức hai mũi móc đơn chung vô một chân sẽ tạo ra một mũi V. Và mình lặp lại cái cụm đó 6 lần nha. Đây chúng ta đi vòng tròn ma thuật 6X. Nên là chúng ta sẽ có 6 lần. 1X. 1V. À, và tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ ba. Mình lại vác cái sợi màu khác lên. Sang hàng thứ tư sẽ móc tiếp 1X này, 2X, tiếp tục tới 1V. Chúng ta đang móc cái cụm 2X 1V. Và mình lặp lại cái cụm đó cho tới hết vòng. Và mình cũng có 6 lần nha. Và kết thúc cái hàng thứ tư là chúng ta sẽ có nhiêu ta, 24 mũi móc nha mọi người. Với bạn nào mà mới bắt đầu học móc á thì khi mà chúng ta kết thúc một hàng á, các bạn chịu khó mình đếm lại cái số mũi nha, để đảm bảo là chúng ta móc đúng đủ mũi, để khi mà chúng ta móc gần xong rồi mới phát hiện là mình móc sai, móc thiếu, móc thừa thì đỡ mất công. Sang hàng thứ năm, một,
2 3 3x 1v nha mọi người. Mình vừa móc 3 mũi x. Tiếp tới mình sẽ móc một mũi v. Mũi v là mũi móc đơn tăng và chúng ta móc 2x chung vô một chân để tạo ra một mũi v. Và mình lặp lại cái cụm đó cho tới hết là mình cũng có 6 lần nha. Một v đây mình còn một lượt cuối cùng 1x 2x 3x và đây là 1v 2 4 5. Vậy tới đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ 5 nha. Kết thúc hàng thứ 5 thì chúng ta sẽ có 30 mũi móc. Mình lại vắt cái sợi len màu khác lên. Sang hàng thứ 6 sẽ móc là 1x nè, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x. Sang hàng thứ 6 mình sẽ móc là 9x này. Tới đây mình sẽ móc tiếp là 1v. 1v 2x chung chân tạo ra 1v. Và mình lặp lại cái cụm 9x 1v cho tới hết vòng. Và mình có 3 lần nha mọi người. Đây mình đang quay buổi chiều nên là nó nắng nó hơi chiếu. 1v. Đây là mũi V cuối cùng. Vậy là mình đã kết thúc hàng thứ 6. Kết thúc hàng thứ 6 thì chúng ta có tổng là 33 mũi nha. Cái hàng thứ 6 chúng ta có 33 mũi. Và tới đây các bạn sẽ móc cho mình tiếp 4 hàng nha. Hàng 7, 8, 9, 10. Đúng không ta? 7, 8, 9, 10. Đúng rồi, mình sẽ móc 4 hàng nha. Mỗi hàng 33 mũi móc đơn. Tức là mỗi hàng chúng ta móc 33x không tăng nha mọi người. Mình móc tất cả là 4 hàng. Không tăng, không giảm. Thì đây là mình đã móc đủ 4 hàng, mỗi hàng 33 mũi móc đơn, mỗi hàng 33x ạ. 2, 4, 6, 8, 10. Bây giờ sang hàng thứ 11 nha mọi người. Hàng thứ 11 thì mình bắt đầu đi mũi giảm nha. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x. Mọi người quan sát nha. Cái mũi móc của chúng ta nó sẽ có hai cạnh như thế này. Đây, một cạnh trước và một cạnh sau như thế này. Thì đi mũi giảm á, ký hiệu chạc thì chúng ta sẽ đọc là mũi A. Thì mọi người mình sẽ lấy cái cạnh trước nha. Lấy nguyên cái cạnh trước của hai cái mũi liền kề nhau. Đây, một cạnh trước của mũi đầu tiên này. Tiếp theo, cạnh trước của mũi thứ hai. Đó, mình móc thành một nha mọi người. Đó. Và mình lặp lại cái cụm đó là 3 lần. 9x, 1a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiếp tục 1a là một mũi giảm. Đó, và mình còn một ở đây là mình lặp lại 3 lần nha mọi người. 2
À, thì đây mình còn một cái mũi giảm cuối cùng là mình kết thúc cái hàng 11. Sang hàng 12. 1 2 3x 1a. Một, hai, ba, 3x1a. Và mình lặp lại cái cụm 3x1a cho tới hết vòng nha mọi người. Mình sẽ lặp lại cái cụm đó là 6 lần. Và kết thúc cái hàng 12 á là mình sẽ còn 24 mũi móc nha mọi người. Đây, kết thúc hàng 12 rồi nè. Sang hàng 13 tiếp tục. 2x1 2x1a. 1 2 1a. Và mình lặp lại cái cụm đó là 6 lần nha mọi người. Là mình kết vòng. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười ba. Sang hàng 14. 1x 1a. 1x 1a. Và mình lặp lại cái cụm 1x 1a tới hết vòng nha mọi người. Và mình lặp lại là mình sẽ có 6 lần tất cả. Vậy là tới đây là mình đã kết vòng nha mọi người. Kết xong. Mình sẽ cắt sợi. Cắt len á thì các bạn chừa một đoạn nha. Chừa một đoạn để mình khâu, mình chừa một đoạn dài á để mình khâu nha. Và cái sợi mà chúng ta dùng để đánh dấu á mọi người. Mọi người có thể cắt nó đi nha. Mình cắt nó đi. Mình cắt thế này để rồi mình rút nó ra. Tại vì là nếu mà mình rút á, thì sợ là nó sẽ bị lỗ. Vậy là mình đã móc xong cái phần đầu nha mọi người. Đây, sau khi có đầy đủ các bộ phận rồi, mình sẽ nhồi gòn và bây giờ mình sẽ tiến hành khâu giáp nha mọi người. Nhồi gòn á, thì mọi người sẽ chỉ cần nhồi gòn cái phần đầu này, thân này và hai cái chân thôi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu giáp. Thì để khâu á, thì ở đây mình có sử dụng cái kim khâu len nha mọi người, cái kim khâu len á mọi người, khâu len khâu chỉ á. Thì với cái kim để chúng ta khâu mắt mũi, ở đây chúng ta sẽ khâu cái phần mũi này, cái phần mắt này, râu này, thì mình sẽ sử dụng cái kim nhỏ nha. Mình sử dụng cái kim nhỏ và mình có sử dụng hai cái màu này. Thì ở đây mình sử dụng cái sợi cô tông Việt Nam 1 mi không chập để mình khâu cho nó đẹp nha. Các bạn cũng có thể tách cái len cô tông mưu ra để mình khâu. Và mình cần thêm một cái kim to hơn để mình khâu cái phần này nha. Khâu cái phần đầu và cái phần thân. Do ở đây chúng ta là cái len cô tông mưu nó to này. Nên là mình cần dùng cái kim cái đầu to nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi khâu nha mọi người.
Thì mình sẽ khâu cái mũi trước nha. Đây cái phần mũi nha mọi người. Đây chúng ta khâu ở cái đầu á, khâu cái mũi lên cái phần đầu để tạo cái mặt đó mọi người. Thì ở đây một cái đầu tròn chỗ nào nó như chỗ nào, nên là các bạn mình lựa chỗ nào mình khâu cũng được nha. Và mình đếm này, từ cái điểm này 2 4 6 lên 6 điểm là mình khâu. Lên 6 hàng nha, 2 4 6. Đó là mình khâu. Và giữa hai điểm, giữa chân kim đầu tiên với chân kim thứ hai nó sẽ cách nhau một cái chân kim nha mọi người, cách nhau một cái chân thế này. Và mình khâu. Thì ở đây các bạn khâu đến khi nào mà nó đủ cái độ dày, độ lớn của cái mũi á mọi người. Ở đây thì mình là mình đi 8 lần, 8 lần luồn kim. Mình cứ luồn qua luồn lại là 8 lần. Lý do mà mình khâu cái mũi trước ạ. Để từ cái phần mũi mình sẽ căn để mình khâu hai cái mắt cho nó dễ nha mọi người. Khi mà các bạn khâu đến đủ cái độ dày của cái phần mũi rồi thì mình lại mối thôi. Đây, mình sẽ luồn xuống cái phần này luôn. Bây giờ mình đã có cái mũi là cái điểm chính giữa thì mình sẽ căn theo cái mũi nha mọi người. Mình sẽ căn theo cái mũi này để mình khâu cái mắt này. Đây, từ cái phần mũi tới mắt nó sẽ cách một chân kim nha mọi người, cách một chân. Đây mình sẽ cách một chân này. Và chân tiếp theo thì mình sẽ khâu mắt. Thì mắt mọi người cũng khâu làm sao cho nó đều đẹp, hai mắt nó cân xứng với nhau là ok nha. Khâu mắt xong thì mình sẽ luồn để mình khâu cái râu luôn nha. Độ dài của râu á mình cũng cách ra một hai chân kim này. Tiếp theo mình luồn sang bên này để mình khâu cái mắt và râu bên này luôn. Thì mắt bên này cách một chân kim thì sang mắt bên này mình cũng cách ra một chân kim nha mọi người. Đó là cái lý do mà mình khâu cái để từ cái phần từ cái điểm chính giữa mũi để mình căn để mình khâu cái mắt cho nó cân đối. Đó, khi mà các bạn khâu ấy, thì các bạn lưu ý là mình quan sát sao để cho hai cái mắt nó cái độ to, độ dài, rộng nó như nhau là ok nha. Mình luồn xuống dưới. Ở đây thì thiếu luồn hơi ngắn. Mình luồn thêm râu nốt cho hoàn thiện. Đây râu mình cũng cắt chân. Đó. Sau đó mình cũng đâm hết xuống dưới đi nha mọi người. Cái khúc này á, mình đã lại mối rồi nhưng mà mình cũng rất là với nhau. Đảm bảo nha mọi người. Đảm bảo là chắc chắn. Đó. Vậy là mình đã khâu xong cái phần mắt, mũi và râu. Thì lý do mà mình khâu cái phần mắt mũi và râu trước này, từ cái phần mắt mũi này mình sẽ căn để mình khâu hai cái tai nha mọi người, mình sẽ hai cái tai cho nó đều. Cái tai mình sẽ khâu ngay ở cái phần cái chân bên cạnh của cái râu nha, cái chân bên cạnh của cái râu đầu tiên đây. Các bạn nào mà thường theo dõi những cái video trên kênh YouTube của mình á, các bạn chắc cũng biết là những cái video chia sẻ của mình thì luôn có cả cái phần khâu ráp rất là cụ thể chi tiết.
mình cần. Mình luồn xuống đây. Chân thứ hai ha. Bây giờ chúng ta khâu cái mắt, cái mũi, cái râu rồi nên là cái điểm mà chúng ta căn cái tai nó rất là dễ dàng nha mọi người. Mọi người căn theo cái đó cực dễ luôn. Không có cần phải ngắm nhiều đâu. Nếu mà bạn nào mà khâu tai trước, lúc trước mình cũng hay khi mà mình mới mới biết móc á mọi người, mới biết làm thú bằng len á, mình cũng sẽ thường là sẽ khâu bộ phận trước, sau đó mình mới khâu tới mắt mũi miệng á, nên là cái lúc đó nhiều khi là nó sẽ hay bị lệch đó, và mình luồn xuống dưới, sau đó thì mình cột hai cái dây của hai đầu tai vào với nhau nha mọi người. Thế là đảm bảo là rất là chắc luôn, mà chúng ta giấu ở bên trong cũng. Trong. Như vậy là mình đấy nha mọi người, rất là dễ dàng luôn. Tiếp theo đó đưa tới là cái nơ này mọi người, mình cũng sẽ gắn cái nơ luôn. Sát là cái tai luôn nha mọi người, sát là cái tai luôn. Luồn xuống đây luôn nha. Còn cái đầu bên này đây, mình thắt nó lại. Nên là đó là lý do mà khi mà chúng ta vừa sợi hai đầu người, chúng ta đỡ mất công giấu sợi, vì với những cái chi tiết nhỏ sợi cũng rất là khó. Mình chừa hai đầu, mình xử lý cái sợi dư, sợi thừa nó sẽ dễ hơn. Đó, vậy phần này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ráp cái đầu, cái thân nha. Ráp đầu mấy thân thì bây giờ rất là đơn giản thôi, nó cũng các mặt đều như nhau, nên là mọi người mình sẽ lựa một cái điểm bất kỳ để mình đặt vô, mình đặt vô thôi chứ mình cũng không cần đâu. Còn khâu đầu là chúng ta cũng có 12 mũi móc đúng không ta? Đúng rồi, cái thân mình cũng có 12 mũi móc, khâu tứ của đầu và một mũi của thân là mình ta vòng. Khâu á, mọi người cứ kéo á, xíu nha, đường khâu của mình nó được khít. Đây nha mọi người, mình khâu chặt tay, cái đường khâu của mình nó khít, nó đẹp như thế này nha. Đó, sau đó kim xuống dưới, cái phần dưới của váy nha, luôn. Thì khúc này thì các bạn mình sẽ ngắm một chút xíu, ngắm cái chân để cho nó cân với cái đầu, cân với cái phần tai đi nha. Do mà chúng ta cái phần đầu thì mình chừa sợi dài, phần chân thì mình đi luôn. Thì với bạn nào mà thường đấy là mình sẽ làm như thế để mình đỡ được cái luồn kim á mọi người, luồn kim bỏ kim xong rồi là mình cố sợi. Mình làm như thế để đến lúc mình khâu cho nó nhanh, khâu ráp cho nó nhanh. Thì một chỉ đường một cái lụy thôi mà mình khâu được xuyên từ trên đầu xuống dưới. Thì ở đây bạn nào nếu mà bạn nào mà chưa có quen á, các bạn mới chưa có quen á, là mình dùng cái ghim để mình cố định cái chân này cho nó dễ. Thì bây này cái này cái chân nó khá nhỏ, một tay ở đây mình giữ này, quan sát này, giữ mình ngắm so mấy tay chân so mấy cân đối rồi là
chân của bạn mèo Hello Kitty này thì nó khá là nhỏ mọi người. Nên là mọi người mình một tay mình giữ thế này nha. Một tay mình giữ thế này. Các bạn ngắm mà thấy nó cân đối rồi, cân với cái phần tai thế đây nha. Mình gióng thấy nó cân với phần tai rồi. Đó thì một tay các bạn giữ thế này. Một tay mình cố định một điểm như thế này. Mình giữ, một tay cố định. Đó là cái mũi đầu tiên là mình đã cố định được cái điểm khâu rồi nha mọi người. Đó, sau khi cố định được cái điểm khâu thì mình cứ một tay mình giữ và một tay mình khâu cho tới khi hết cái kín cái vòng ở chân. Bạn nào mà chúng ta chưa có làm được như vậy á thì mình sử dụng cái cây ghim đánh dấu nha, để mình đánh dấu cố định cái phần chân lại. Ngắm thật chuẩn cho sao cho nó cân đối. Thì mình ghim cố định trước khi xong rồi mình khâu. Đó. Đây nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ lại mối. Mình tuột cái sợi lên. Tiếp đến thì mình đi khâu cái phần đuôi nha. Khâu cái phần đuôi nha mọi người. Đây cái đuôi lúc trước mà chúng ta móc đây nha. Thì mọi người móc như thế này cho nó dễ. Sau đó mình dùng kim mình khâu bo nó vào cho nó dễ nha. Tại vì những cái bộ phận nhỏ thế này thì nhiều khi chúng ta móc đi mũi giảm thì nó hơi khó cầm tay. Bây giờ cái đuôi của chúng ta là có tất cả là 10 mũi. Đây, mọi người lấy nguyên cái cạnh sau nha. À, xin lỗi mọi người. Mọi người lấy nguyên cái cạnh trước nha. Ở đây là mình có 10 cái cạnh trước. Sau đó mình khâu vậy với nhau. Luồn kim qua các cạnh trước. Ở đây chúng ta có 10 mũi. Nên chúng ta sẽ luồn kim qua 10 cái cạnh trước như thế. Mình gom nó lại. Đó, sau đó thì chúng ta kéo, mình vừa gom mình vừa kéo nha. Đó, thế là nó chặt. Nó khít luôn. Và đây mình căn ở chính giữa cái phần này so với hai chân nha. Để mình khâu cái đuôi. Cái phần này thì nó khi mà chúng ta căn như thế này á, khi chúng ta khâu như thế này thì chúng ta sẽ không có phải ngắm quá nhiều nha. Mình cứ căn ở chính giữa hai cái phần chân. Mình khâu cho nó. Khâu qua 4 5 mũi rô. Đó, sau đó thì mình lại mối. Là tiếp tục mình đi khâu đến cái phần tay nha. Mình ráp nốt cái phần tay. Cái phần này thì còn lại thì rất là đơn giản rồi. Rồi chúng ta có tay rồi có tay rồi mình gióng cho nó vào cho nó cân đối cho nó song song với cái tay và cái chân đi nha mọi người.
Sau đó thì mình cũng lại mối và mình cắt sợi đi ha. Vậy là tới đây là mình đã hoàn thiện xong nha mọi người. Hoàn thiện xong một cái bạn là mèo Hello Kitty rất là dễ thương. Đó. Với cái mẫu, cái bài hướng dẫn và cái chạc này á mọi người, thì các bạn móc sẽ nhanh hơn đó mọi người. Thì mỗi cái mẫu móc á, mọi người có thể sử dụng các loại len sợi khác nhau nha. À, các loại len sợi bất kỳ mà dùng để móc thú đều có thể sử dụng được. Và đương nhiên là với mỗi loại len sợi khác nhau á, thì thành phẩm của chúng ta thu được nó cũng sẽ ra kích thước khác nhau. À, cảm ơn mọi người đã đón xem video. Chúc mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Happy Land. Bye bye.